Tội đi, khỏi vé đi con, nhỏ nhỏ vé gì. Được mà. Vé mà chung. Dưới 1m3 thì em không tính lấy thẻ. Qua cho 1m3 lấy thẻ. Mà như lấy cái thẻ đi. Lấy cho con hai thẻ đi hai đứa. Rồi con chung, con đi vô. Dưới 1m3 thì em đâu cần lấy, vé này em đâu cần lấy. Đưa qua mặt. Ủa tụi bay. Bình thường ba một người em lấy nó một người một qua mà cái này đúng không? Anh hoài là lấy giấy với anh đi lấy giấy có hai trắng thì em muốn con cho qua nè. Cái đứa nhỏ này nhỏ này đâu em đâu cần lấy nhỏ này cái này được có phí mà bé nhỏ này bé nó không có đem giấy theo cái này nó có thể học sinh rồi biết không anh mấy này nó có thể học sinh với chứ làm gì có giấy chứng minh thôi còn chị nè. Trời ơi, giấy chứng minh nè. Chứng minh đâu? Chứng nè. Rồi mà. Vô đi mà, vô nhà mà cho vô luôn đi. Bạn phí nha, giờ qua đi nè. Con qua đây nè. Hai bé này được miễn phí không? Phí nhỏ cho nó vô đi. Bê. Bỏ giấy chứng minh vô chưa vậy? Mới được cái vé. Được cái vé tới đâu. Đưa cái bóp đây. Cho nó nhìn biết, biết ăn đi vừa. Đi sao không phê mẹ ơi. Ngày hôm nay là Sunset Sonato. Xã này là ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dân địa phương thì phi thiết kịch. Còn mà dân của du lịch thì có vé vào cửa. Ngắm biển chứ ngắm chứ không phải tốn tiền á. Check in hoàng hôn. Lúc này lúc cực kỳ đẹp luôn không vậy? Quá đẹp đi các bạn. Áo vàng ơi, vô đi. Quay cái đoạn này up lên đây là điểm check in khi các anh chị em tham quan đảo Phú Quốc. Đây còn điểm nên mình quay trực tiếp luôn bằng điện thoại luôn hút qua xử lý đây chị ba kìa. Chị ba kìa. Đó, cái nghĩa đó. Lấy cái nó mới mua cái con lấy cam nó hai mấy triệu nó quay dẫn. Nghĩa bò. Ừ, đó chị ba đó. Dẫn nghe ở đây. Nói lại nha, cái này là Sunset Sonato ấp cửa lắp xã Dương Tơ của Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Này vô cửa có vé nha, dân địa phương thì miễn phí. Đây là chỗ ăn uống hàng. Cái này là ba là những cái lễ hội DJ thôi.
Đây là mình đã tới cái điểm mặt người xét gì đi khoảng 5 giờ 17 giờ là đẹp nhất của khu vực, một trời sắp lặn nữa không. Bây giờ đang quay về hướng là hướng tây nè, hướng này là hướng tây bắc. Đây, đây là mùa cao điểm mùa du lịch mùa hè. Mọi người đều đến đây check in nhiều lắm. Này có cổng trời. Đây nó xây căn Condotel. Đây thang trời, thang lên trời. Xin quay cho các bạn coi nha. Chút xíu nữa là sẽ lặn nè, nửa mặt trời mà lẹo quá. Từ từ xuống luôn nha. Rồi mặt trời lặn nửa cái. Đang thăng lên trời nè. Bữa này nhìn về Vinh Cậu nè. Lẹo quá, nó đi nữa. Cần một phút nữa là sẽ lặn luôn rồi. Thank you.
hơi rung đây. Bắt đầu là vào mùa nam này, là gió nam này, sóng quá trời luôn. Cuốn đầy đẹp đó các vị, rồi tháng 11, tháng 12 đến tháng 3 đó, 6 tháng này là 6 tháng biển nó im. Cái dân địa phương tháng này là biển này nó động, gọi là mùa gió nam, ảnh hưởng gió mùa tây nam. Quá ốc luôn, quá bự luôn cái bò ốc. Nào, đây là ngồi lên bước trên. Bên trên đó có hai cái tòa nhà trên cây các bạn. Đây là cây dương, dương biển. Bốn con voi. Elephant. Tháng này mà quý vị đóng biển phải cẩn thận nha, tại vì mùa này mùa nam nè, đóng nó vô nó có cái luồng nước nó sấy rất nguy hiểm. Bố mùa voi không? Em đi trên biển đi ghê. Chắc video mình chắc cũng kết thúc tại đây. Em cũng tổng thể của khu Princess Sonato. Đây lúc trước là một cái ba. Lâu lâu có một cái bãi buổi thôi vậy mình kết thúc clip ở đây các bạn, gặp lại. Đây là cổng ra nè.